Hiện tại em ở dưới là Bến Tre chắc có khoảng là 500 hộ giống, với có hai cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở Sài Gòn với Bình Dương. Ủa em có cửa hàng ở Sài Gòn luôn? Cửa hàng nhỏ thôi. Trước là em làm chung với ông anh là bên bất động sản, có miếng đất á. Rồi sẵn có cái bên có phần trống nên làm cửa hàng đó luôn. Rồi Bình Dương ai coi? Bình Dương thì chắc chị họ em coi. Trời ơi vậy giỏi quá. Có ba cửa hàng cá kiển ở Bình Dương, ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Bến Tre nữa. Vậy ngon rồi. Bến Tre dạng như nuôi còn bán là đem đây bán hoặc là bán online á, mà chủ yếu bán online là nhiều. À. Ở đây dạng như là chỉ cho mấy người mà họ muốn xem trực tiếp á. Vậy là giỏi quá trời đất rồi. Chủ ba cửa hàng luôn vậy đó. Ưu điểm của em chắc là sự kiên trì, với là không hút thuốc, không cờ bạc, không nhậu nhẹt gì đó. Còn khuyết điểm của em chắc chắc hơi nhát với ít nói. Tình duyên em trải qua chắc 4 mối tình. Mối tình đầu tiên mối mà tình đầu mấy tiên, năm? 4 năm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai 1 năm.